bắt đầu ăn. Các bạn bây giờ mình sẽ ăn nguyên con luôn ha. Nè, nó còn sống nha, nó thấy nó bò không? Bây giờ mình ăn sống nguyên con ha, vuốt cho nó hết chi giờ. Rồi lấy đũa đem vô. Đem vô cái này nó, đem vô cái màng nó quậy. Này. Chấm vô ha. Nó cá mềm mềm rồi đó. Ngon mềm rồi. Xong, đúng như ăn. Xong, tuyệt vời.